con Diêu ấy. À. Cầm vào em ơi, con này to em ơi. Nó mang cần đủ đã, con Diêu ấy. Lên vào đủ anh em ơi. Ôi, tầm lại. Hi, chào buổi sáng tất cả anh em nha. Hôm nay miền Bắc rất là lạnh các bạn, trời rất là rét luôn mà thời tiết lại đang có mưa phùn ẩm ướt đấy. Đi đường xá lầy lội kinh khủng luôn. Hôm nay thì hai anh em đi câu cùng nhau cuối tuần chủ nhật các bạn. Thằng em nay nó làm được nghỉ thì anh em rủ nhau ra đi câu. Bởi vì em đang đánh cái ổ ở đây rất là ok anh em nhé. Với hôm kia thì em lên được con chấm đen ở đây mới lại mét rô phi đó, thế hai anh em ta này lại ra đây chinh chiến tiếp, phải nuôi ổ anh em ạ, đánh cái này phải nuôi ổ và đánh càng bền ổ thì càng được nhiều cá. Đây bây giờ thằng cu em sẽ đánh ở góc này, em vẫn đánh ở ổ cũ và mỗi anh em kèm thêm khoảng trong hai cái cần năng sên ok các bác ạ. Nước hôm nay thì cũng rút bớt hơn hôm nọ rồi. Hôm nọ em câu ở đây nó cả lụt lên bờ cơ. Đấy, hôm nọ em câu chỗ này nó lụt tận trên cái bờ này. Hôm nay nước cạn đi nhiều rồi. Chỗ này thì lại không ngồi được. Chứ mà ngồi được thì anh em đánh nuôi góc này thì khả năng lại còn đẹp nữa này. Nhưng mà nó dốc quá. Dốc quá không ngồi được anh em ạ. Hôm nay mang tương đối nhiều đồ đi. Của em sẽ đỡ hậu xuống. Nặng đấy. Ok. Anh em chuyên trò đầu xuống. Trời, các bạn nhìn thấy đi này. Ô, cái túi nó bắn bẩn à. Dã man, sợ thật đấy. Kinh khủng. Đấy, nỗ đây tuyệt vời đẹp rồi. Anh em đánh ở đây khỏi bị chê luôn. Rồi, anh em ta triển khai chỗ này đi. Gỡ đồ đi. Anh em ta đánh nàng xê trước. Hôm nay đánh hai cần mới các bạn ạ. Nó chỉ đánh ở đây chắc chỉ đánh ở hai gần thôi, nó vướng lắm. Tối qua nhà set up cả buổi tối. Em đánh 2m4. Trong đây nó rất là vướng, không thể đánh nhiều cần được. Với lại không đánh được cần dài. Nó em đánh cần 3m ở đây ném khó lắm. Cái cây 3m này đi. Đấy, các bác nhìn đấy, một ngăn này có thể chứa được 3, thậm chí là có đợt em chứa 5 cái luôn. Nó rất là gọn. Cái chân cắm nó ở đằng sau cái này con này. Anh em về là tháo ra mới rút được cái chân cắm này nhé. Nó tiện lắm anh em, để cắm luôn. Xong. Nắp mồi quánh. Mắc kiểu gì vậy? Mồi này nọ đi để nó va đập nó vỡ mất mấy viên anh em ạ. Chiều rồi sắp mưa rồi. Chiều rồi trời mưa to quá anh em ơi. Anh em ta ném cần năng xê nhanh mưa thế này.
Mưa, mưa, mưa. Mưa to quá. Ướt hết cả mồi mẹ anh em ạ. Ướt khô. Mưa khiếp quá. Tám hai đợt mưa to. Em vừa xào xong rồi cái còn chờ lâu cá nó mới vào anh em ạ. Rét. Anh em mới sắm quả bếp ra hâm nửa ngồi sớm. Đây nhớ cái này đang đổ than mà. Rét quá anh em ạ, người ướt như chuột lột. Ô, hai thằng đi đầy ngày mưa gió. Ướt hết quần này này. Ngồi ướt ướt hết cả đít các bác ạ. Đấy, cho vài viên vào anh em hong cho nó đỡ rét. Hôm nay em định đi giày nhưng mà nghĩ trời mưa đi giày nó cũng ướt nên thôi. Làm mấy viên này. Rét thật đấy. Rồi, như vậy hong rồi em. Ấm rồi. À, cho nó cân bằng ngoài đấy. Cho nó cân bằng vào đấy. Để luôn tránh cái lá này. Lá đang đẹp. Ok, anh em đổ cho một tí khô quần áo đó các bạn. Cứ rưới một ít thôi em ạ. Rồi, thôi, vậy là cháy rồi. Úi. Đấy. Rẹt quá. Ok. Tí cháy ở đấy cái tàn anh em hơn nữa. Wow, cháy hồng rực rỡ rồi anh em ạ. Đấy bánh mì ở trong cái túi trong thùng em. Anh em ngồi nướng ăn mấy bánh mì ăn sáng đấy các bác nhé. Để vứt ra ngoài. Còn bẩn vứt ra ngoài. Này bánh mì không này. Nướng ăn cho nó giòn. Đào đảo qua cái này nó cháy ăn giòn hay anh em ạ. Tiện đấy nhỉ. Giòn lắm anh em ạ. Ấm nhỉ. Lửa cháy không? Ngồi ở kia rác. Bố nào bố sáng tác cái clip này cũng hay các bạn. Tất cả dưới này đều là lỗ thông gió hết. Nên than nó cháy rất là đều luôn. Không cần phải quạt cái kia nó cứ hồng đều anh em ạ.
để 10 điểm cho sáng tạo. Ê dồi ôi, mày chạy đâu? Ui dồi ôi, ha, được con đầu tiên. Con này nó ở nước sâu kéo sợ thật đấy. Bóng mỗi tí vào người các bác ơi. Lên đây. Một em đầu tiên các bác này, đóng tung người. Nước rất sâu này, cá kéo cái như cá to. Rất đầy cứng thế nhỉ. Nước đấy sâu lắm anh em, giật cảm giác. Đây rồi, úi trời ơi, khúc cái này to. Phật bắn em bài. Ôi lên đây em ơi. Còn bụi đấy các bác ơi. Ai, anh em ơi, thấy chưa? Trời ơi, rồi thế này. Đây rồi các bác ơi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Rùa phi to nha anh em ơi. Wow wow. Con này nó còn to anh em này. Ui dồi ôi, rít, rít, rít. Vào đây, rít à, rít, rít à. Con này phải vọt anh em ạ. Ui
Ui, nó bò phế thế. Phải thật. Đóng ngay mặt. Nhấp nhấp phải vào. Phê to anh em ạ, nó vít áp thật. Kìa, đóng thông cả má xương. Đấy rồi. Đấy rồi. Ui. Trời ơi, đóng nó lụt thôi. Đây rồi. Kinh thật. Wow, to lắm anh em ạ. Con này trên cân anh em ạ, to lắm. Để móc cân anh em xem. Wow. À, anh em ý, con này cân rưỡi các bạn. Thấy chưa? Dã man luôn đấy. Bầm đấy, đấy đấy. Này 100% rô. Rô thôi anh em ạ. Rô thôi anh em ạ. Ê rô đi một rô to. Rô một rô to anh em ơi. Rô một to. Bọn rô to này kéo phê anh em ạ. Đã chưa? Ui đóng một tí ở mồm, em cảm ra vào thôi. Đóng một tí ở mồm. Thêm vật ạ. Xong cả mỡ ra bột này, con này to. Đây, to thế, đóng mỗi tí mổ. Ta dài dài vớt ra đây. Đấy, ok. Bụi nha. Úi dồi ôi. Cầm. Úi dồi anh em, con này to chưa? Phê chưa? Con này chắc phải phải bằng con to to vừa lấy đấy. Đã nhỉ? Để nó gỡ được cái lưỡi nó ra anh em ạ. To quá. Rồi vào đây luôn. Wow. Bấm rồi, đẩy rồi, đấy rồi anh em ơi, đấy rồi. Ui rồi, hai con. Có nổ rồi. Hai nhóc luôn. Hai nhóc luôn to cả. Rồi đây. Rồi. Lên luôn chứ. Ôi xỏ quá đấy. Cần khỏe không? 15H mà bọn này cẩu tốt. Ui anh em ơi, một chùm luôn, hai chú. Các bạn nhìn đã chưa? Con này thì nhỏ này, con này to, con này chắc phải được khoảng cân các bạn, giống này phải một cân đấy. Đã chưa anh em nhỉ? Dậy, ui.
Mày này. Đấy, đấy rồi, đấy rồi. Đấy nó có to. Đấy, đấy. Úi xào, rồi bụng. Cậu phát linh anh em ạ lại. Nhưng mà đấy nó vướng quá. Nhưng mà chắc phải thu đốt cần nên nó bơi nó vào. Vướng, vướng. Bạn này, qua đây, qua đây thôi. Nghe nghe nó vượt. Ôi không cần. Ủa, lại còn là to thế. Ôi trời ơi, lại to quá anh em ơi. Anh em ơi. Ôi trời, anh em mình còn rồ phê chưa các bác ơi. Cụ tổ chưa. Đã nhỉ, con này đỏ hồng. Phê quá. Con này chưa. À, cho luôn rồi, cho luôn rồi đấy nhau ơi. Con này cho trên 1 cân. Úi xa. Động quả đá thôi. Đây rồi, mày chạy đâu. Wow. Ui. Phê rồi, phê phê rồi. Đấy anh em ơi. Úi xa xa. Đồ 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 cụ tổ. Đây em ơi. Qua đây. Con này đẹp nhỉ. Vàng tươi luôn anh em này. Đấy có nhìn con này nó vàng tươi luôn đấy. Kéo đây. Cho lại cậu đấy. Rồi. Phê quá nó phê luôn con này bàn tay của em này. Các bác nhìn này. Ok. Wow. Má đã. Toàn siêu khủng. Siêu to khủng lồ. Siêu to khủng lồ. Ui con này, đây con này anh em ơi. Trời. Đấy mẹ rô to này. Vọt 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 bác ơi. To quá anh em ơi. Em cân thử con này nó bao nhiêu nào. Này chắc phải đến 1,5 cân đấy anh em ạ. Ai à, ai dậy. Dậy làm gì. Nó bị lỗi à. Cân bị lỗi à. Cân 4 anh em ạ. À, anh em ơi, rô đấy nó to đều thật, cân 4. Sướng chưa anh em ơi. Quá lạ luôn. À, cân 4. À. Đấy có một con chép, một con rô to này. Đấy anh em tao giờ sẽ nướng nướng ăn trưa luôn đấy các bạn. Đấy hai con nó đang làm.
đây rồi anh em ơi. Ui ui, cái gì đây? Ui giời ơi. Tổ. Dãy làm sao? Dùng vụ tổ anh em ơi. Thề quá. Vâng. Ủa, con này to quá anh em ạ. Rồi, dã man đấy. Dậy cái gì? Răng làm sao đó. To lên anh em ạ. Trời, con nhìn phê này chẳng trên cân đấy. Đây rồi. Đấy, hàng đẹp. Cậu bay lên. To đấy. Vào đây. Lên. Thu đốt cần rồi anh ạ. Dày chục là ngắn. Bà. To đấy. Con này bự cho anh em ơi. Wow, trời. Á nhờ. Trông đẹp này mà. Cá này. Đấy. Ok. Xuống mồi à. Cá giờ cuốn lắm anh ạ. Cá cái nào nó vào ngay. Vào lích luôn. Nên là gỡ toàn mà cho trong vợt các bạn, sợ nhảy ngoài mất. Bỏ đá thôi. Cần thử con này chắc trên 2 cân. Ôi dồi, con này to lắm anh em ạ. Hôm nay ổ lục này cuốn phết. Mày dễ này. Ồ, cái cần nó bị lỗi này. Cái này nó bảo nó ngấm nước thế quái nào nó bị ấy. Chợ rồi. Cần rưỡi tròn. Anh em nhìn này, cần rưỡi tròn luôn, phê chưa? Ý, thế quá nhìn rõ không? Wow, đã màn cho con chép này. Sướng nhỉ. Quá là đã luôn.
Chắc chín anh em ra giỏi à, chắc đỡ đỡ thôi mới giỏi được hai hàng nữa. Nó có vảy nó cũng bắt chóc ấy mà. Những cái lá như cả tràn đường bóng đêm. Đẹp đấy. À, anh đẩy cái nhu cái vào. Cứ để vậy nhé. Rồi rồi. Bột thêm tít không? Ăn lòng xê cắn, lòng xê cắn anh em ạ. Đúng rồi. Ai 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 con này to anh em ơi. Ai à. Con này to đấy. Ai da. Con gì đấy? Ai à. Biển mềm con này to đấy anh em ạ. Ủa đâu mắc có cây rồi. Ủa chứ nó béo béo nó mắc cần lục luôn, hỗ trợ anh phát. Nó mắc xuống cần lục, cầm cần lục của anh ra ấy. Có gì vậy? Cầm vào em ơi, ủa con này to em ơi. Nó mắc cần lục đã, có gì đấy? Lên vào đồ anh em ơi. Ôi, tầm nó tha mất cả lục, nó mau cả lục rồi. Chết cha mày. Rồi, thả luôn cả lục, quay ra rồi. Ui, ôi, này khai trường 2 cần mới. Ê. Ôi, quay mất, quất. Ôi con này. Ôi, bình tĩnh nha mấy, cái lục của anh nó đóng ở đâu vậy? Ai rồi? Ui nó đóng ở đâu nhỉ? Lưỡi đóng vào tay rồi nha mấy. Đau quá. Con lưỡi lục đóng vào tay không nhỉ? Xé mất miếng này. Wow, không biết cái lưỡi đâu. À đây, lưỡi đây. Anh định gỡ lưỡi xong lại đóng. Chết tôi rồi, run tay em ạ. Bình tĩnh để gỡ rồi nó ra đã, lấy cái linh ra đã. Ui dồi ôi. Ôi tay run này. Ui dồi ôi. Đâu rồi. Cỡ cái lưỡi ra mới nhấc ra, không nối cần vào. Tí tôi mất ngã cần. Ôi lưỡi xả cái tay đâu á. Lên em ơi. Nó đem nó chạy cuốn ngay vào gốc cây anh em ạ. Này có phao đâu rồi, gãy phao rồi. Phao nó mắc ở dưới rồi. Phao ngoài rồi. Ok, để anh gỡ luôn cái lưỡi ở đấy nhá. Không nhắc kia nó nảy đóng bao nhiêu lưỡi em. Ui, nó cắn đứt một lưỡi em ạ. Để gỡ được nó nằm ở dưới nó đỡ đau, đỡ dậy, không mang bờ nữa. Dù hết trần này, đóng cả ba mạch nữa. Ừ. Mày có mày kìm mày cắt xứ nữa đi. cái kéo cắt bỏ hẳn bộ nữa đi để lấy ra đi bên chỉ luôn. Rồi tuyệt vời. Wow. Ủa con này to quá anh em ơi. Phê. Nhấc cho anh em sang, mặc quá.
em gỡ cái lưỡi đó, vừa cắt cái lưỡi, cầm kéo cắt luôn đi. Ui, lưỡi đục này, tí mắc được tay nhá, vừa đóng cái vớt tạm đấy đó. Lưỡi đóng tứ nơi xìa, hy sinh một cái lưỡi. Ui, ui. Anh em ơi, cái gì vậy anh em ơi? Phê chưa? Anh em ơi, đã chưa? Phê chưa? Wow. À, xuống xuống xuống, lấy cái cân anh thử, cân thử con này bao nhiêu nào? Cái vật này 3 lạng. Ôi, lưỡi đóng cái tay đau quá. À, em xem mấy cân. Gì? 6 cân nữa. Gì gì sát đây. Bà đây. 6 cân rưỡi anh em ạ. 6 cân rưỡi. Vậy tổng là con này 6 cân 2 anh em ạ. Cái này vật được 3 lạng. Ôi anh em ơi. 6 cân 2 các bác ạ. Đã man chưa anh em ơi, phê chưa? Ui, anh em này lại có bữa ngon rồi. Hôm nọ đóng còn hơn 7 cân, hôm nay con này 6 cân 2. Quá phê. Trời. Ok. Tí nữa thì mất cái cần lục này. Cần 10 năm hát mới đánh vài buổi. Mất cái chết. Thu về nha mọi người. Cần nó chưa bóc tem thì nó lôi đào mất đi. Chưa dám bóc tem cần một cá lôi tí mất anh em ạ. Ui, sướng quá nha mọi người. Hôm nay em khai trương hai cây cần mới quá ạ. Hai cây 2m4 mới tinh. Ui, khả năng giờ thu vào ngồi ăn cá xong rồi về nha mọi người. Nó không cần phải câu nữa, đã quá rồi. Hôm nay khai trương hai quả cần này, may mắn thật anh em ạ. Hôm nọ em đánh mấy cây kia nó dài quá, hôm nay bảo về đánh hai cây 2m4 thôi. Quá đẹp luôn. Cần 10 năm hát các bác này, chưa dám bóc tem mà tí hôm nay con cá nó nuôi đào mất. Quả đấy ấy, mà nó mà chạy một cái cần máy của em đứt dây ấy, là nó nuôi thẳng cái cần này ra là mất luôn anh em ạ. Nhưng mà may quá nó không đứt dây, vẫn kéo vào. Chưa dám bóc tem mà. Chưa đánh được con nào to để trải nghiệm mà. Thế mà nó ăn lùi tí mất rồi. Rồi, cá chín rồi anh em ăn trưa thôi các bác ạ. Đói đấy. Anh em nào còn cá này thoải mái này. Ớt này. Sáng thì cầm ít ớt và xanh. Súp này hào hào chấm thịt hội ăn tuyệt cú mèo rồi. Làm con cá ăn trưa. Cái mấy cây ngoái ngoái này. Ok đấy. Ngon đấy các bác ạ. Cái này nó chép thì nó chỉ cháy ngoài vảy thôi. Cái này nó chỉ ngoài vảy thôi. Bọc cái lớp vào đây. Úi dồi. Phê đấy. Có chai nước rồi anh. Đấy, cho chai nước kia. Wow. Thôi anh em triển khai cho món cá các bác nhá. Tí còn nó chấm đèn về xử lý như nào đây. Anh em lại làm món hấp nhỉ. Wow. Mời quan cá em nhá. Ngon em ạ. Bốc nước vẩy. À, có cái gáo đi thôi. Có gáo vô rồi nó khác này. Ui dồi anh em ơi. Tuyệt vời. Ai nào mẹ ăn nữa ngán.
bánh mì kẹp cá. Ngon lắm anh ạ. Tuyệt vời luôn. Nào bánh mì chấm súp hào hào nên chanh ướt. Thành quả của em đây anh em ơi. Ôi trời ơi, này tuyệt vời, tuyệt cú mèo luôn các bạn ạ. Ôi trời ơi. Thế giờ anh em ơi, ăn ăn chưa? Wow, anh em nhìn này, phê chưa? Con này to nhất. Đấy, tuyệt vời. Ôi, bây giờ anh em ta thủ đồ về các bạn, phê quá.